cũng 79 thôi. Có 35 cái thôi, chị bày đi cho hết rồi. Sao béo, xinh nhỉ? Như là chậu mang phao dài ấy. Hello, em lên phao nhá. Mọi người em lên phao nhá. Phao nhá. Bà đang xem chia sẻ giúp em đi nào, rất là nhiều phao xinh nhá. Rất là nhiều phao xinh nhưng em bán phá giá luôn đấy ạ. Phao rất là xinh nhá, phao bán như tặng luôn á. Tại vì em chỉ còn ba mấy chiếc ấy nên là em bán nốt với giá này nhá. Em còn có 35 chiếc thôi nên em bán nốt với giá này nhá. Chị ơi đang xem cho em một chấm đi ạ. Phao rất là xinh nhá, áo phao rất là xinh luôn nhá. Em còn 35 chiếc nên là em bán nốt với giá là 79 nhá. Chứ bình thường không có giá này đâu ạ, em đang bán nốt á. Bán nốt cho nó hết là 35 chiếc á. Có 35 chiếc thôi. Nên là em quẩy lốt với giá là 79k nhá. Chị ơi đang xem chia sẻ giúp em đi đã nào để em có lên mã nhá. Chị ơi đang xem chia sẻ giúp em đi nào để em có lên mã nào. 79k nhá. 79k nhá, phao rất là xinh luôn ạ. Phao rất là xinh luôn nhá. 79k nhá, 79k nhá, phao rất là xinh nhá. Chị ơi đang xem cho em một chấm đi nào, chị ơi đang xem cho em một chấm đi ạ. Chị ơi đang xem cho em một chấm đi nào để em có lên mã nào. Phao rất là xinh nhá, phao béo nhá. Có cả ngắn cả dài đấy nhưng mà ngắn ít lắm, nói chung là em còn 35 con thôi. Em còn 35 con thôi nên em bán đẩy lốt nhá. Em phao béo này đây ạ. Em này bao nhiêu kg nhỉ? Em này chị nào 57-58 kg đổ xuống mắc vừa mã 30 nhỉ. Em này mã 30 nè. Tôi đang còn ba mấy con phao tôi đang đẩy lốt đấy bà. 35-36 gì ạ, mã 30 nhá. 57-58 kg đổ xuống mắc vừa mã 30 nhỉ. Phao béo rất là xinh đấy ạ. 57-58 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 30 nha, mã 30. Mã 30 nhá, 30 đấy ạ. Em này phao lông vũ nhá. Em 30 này phao lông vũ ạ. 30 ok, chị Thủy Dung Lê nhá. Chị Thủy Dung Lê 30 nhá. Phao hôm nay giặt sạch sẽ hết rồi nhá. Phao em đã giặt hết rồi nhá. Em này ạ. Em này cũng là phao lông vũ nhá. Em này mặc free size ạ. 60kg đổ về mặc vừa nhá. Em này 60kg đổ về mặc vừa. Chị nào lấy em này comment cho em mã 60 ạ. Em này màu xanh rêu mặc trẻ lắm. Ai lấy em này comment cho em mã 60 nhá. 60kg đổ về mặc vừa. 60 free size nhá. 60 là phao lông vũ nhá. Sang tuần lạnh rồi bà. Mã 60 nhá, mã 60 đây ạ. Các chị sắm lấy em này lên Sapa và đi chơi. Em này mã 60 nhá, mã 60. Nam em không biết đâu vì em chưa mở nhá. Trang Lê ơi, em ở Bùi Sương Trạch Hà Nội nhá, mã 60 này ạ. Em này Nam cũng mặc được này. Em này mà, Nam cũng mặc được nhá. Em này kiểu unisex ý. Free size nhá các chị nhá. Nam cũng mặc được ạ. Mã 60 nhá, 60kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Em này nam cũng mặc được nhờ. Em này mã 60 nhá. Mã 60 nhá, 60 đấy ạ. 60 nam cũng mặc được đấy ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào.
Em đang còn 35 con này, em bán nốt đấy nhá, chứ không có giá này đâu ạ. Em giặt hết rồi nhá. Phao này em đã giặt hết rồi nhá. Em đang còn 35k60, ok chị Hoa Nguyễn nhá. Chị Hoa Nguyễn lên lại luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Em này bên trong lót lông nhá. Chị Hoa Nguyễn lên luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Hoa Nguyễn lên luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Mọi người chia sẻ và viết giúp em đi nào. Đúng rồi nàng ơi, đồng giá hết nhá, Trang Lê nhá, chia sẻ giúp em đi ạ. Đồng giá 79k nhá. Đồng giá 79 hết nhá. 62kg đổ về mặc vừa nhá. Ai đấy em này comment cho em mã 62. 62kg đổ về mặc vừa nhá. Em này bên trong kéo khóa ạ. Ok ok, là Hoa Nguyễn nhá. 62 này comment cho em mã 62 nhá. 62 nhá, 62kg đổ xuống mặc về mã 62 nhá, mã 62 nhá. Em này có lót lông bên trong này. Em này chị nào từ 50 đến 62kg mà rất là xinh, lông rất là đẹp luôn ạ. Mã 62 nhá. Toàn bộ hàng em đã giặt hết rồi nhá. Về các chế chỉ việc lên dáng thôi ạ. Mã 62 nhá. Chế là 62kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 62 nhá. 62 có kéo khóa nhá. 62 có kéo khóa dây rút nhá. Dây rút để lên eo nhá. Em rút luôn lên eo cho mọi người nhìn đi ạ. Mã 62 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Em này mã 62 này ạ. Chế nào từ... Em quay đằng sau nữa đi. Em này 62kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mẫu nhà em có 52 cân thôi ạ. Mẫu nhà em cao 1m60, nặng 52 cân nhá. Nói chung là chế nào từ 48 đến 62kg mà rất là xinh. Cái này có dây bụng chỉnh eo rồi ấy, nên là mặc rất là đẹp luôn nhá. Mã 62 nhá. Em này mã 62 đấy ạ. Mã 62 nhá. Phao rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã 62 nhá. Mã 62. Chế nào tầm 55 cân mặc rất là xinh luôn đấy ạ. Tầm 55 cân mặc xinh dã man luôn. Mã 62 nhá. Mã 62 nhá. Mã 62 không ai chốt ạ. Em này là lông thật nhá. Em này có mũ phối lông thật ạ. Em là phao lông vũ. Em này 60kg đổ về mặc vừa. Em này 60kg đổ xuống mặc về mã 00 nhá. 60kg đổ lại mặc vừa mã 00 nhá. Em này lông vũ nhá. À, có mũ phối lông thật nhá. Mã 00 ạ, 60kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. 00 ạ. 00 chế là 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 00 nhá. 00 màu tím nhạt đấy ạ. 00 có mũ nhá, em kéo mũ hộ chị. Phao lông vũ nhá. Mã 00 đấy ạ, mã 00 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 00 màu rất là xinh đấy ạ. Mã 00 nhá. 00 chị ạ, 60kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Phao em còn có 35 cân. 70kg có nàng ơi. Mã 00 nhá, mã 00 ạ. Em này mã 00 nhá. 62kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này ạ. Em này ạ chị ạ, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 45 đến 55kg mặc vừa mã 20. 45 đến 55kg mặc vừa mã 20 nhá. 20 ạ. 20 chị là 45 đến 55kg mặc vừa nhá. 20 rất là xinh đấy ạ. Mã 20 nhá. Chị là 40 đến 50. 40 đến 55, à 45 đến 55kg mặc vừa. Mã 20 nhá, mã 20 ạ. 40 đến 55kg mặc vừa mã 20 đấy ạ. Mã 20 nhá. 20 rất là xinh ạ. Mã 20 nhá, mã 20 đấy ạ. 40, 45 đến 55kg mặc vừa đấy ạ. Mã 20 nhá, 20 đây. Em quay dáng đằng sau cho mọi người nhìn với. 20 nhá, dáng dài đấy ạ, rất là đẹp luôn nhá. Mã 20 nhá. Mã 20 ạ, 45 đến 55kg mặc vừa nhá. Mã 20 nhá, mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Mã 20 nhá, màu đen rất là dễ mặc luôn đấy ạ. Mã 20 nhá, mã 20 này ạ. 20 rất là xinh nhá, mã 20 nhá, mã 20. Em này nhớ, em này ạ. Em này nam này ạ, em này nam mặc được nhá. Em này 60-62kg đổ xuống mặc vừa mã 91. Hello Ngân Tây. 60-62kg đổ xuống mặc vừa mã 91 nhá. 91 đây ạ. 91 này là áo nam nhá. 60-62kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, mã 91 nhá. Em này rất là nhẹ luôn ạ, mã 91 nhá.
60-62 kg đổ xuống móc vừa đấy ạ. 91 rất là xinh nhá, mã 91 nhá. 91 nó chế là 60-62 kg mà rất là xinh nhá, mã 91 đấy ạ. 91 siêu nhẹ luôn nhá, 91 ok chị Thùy Dung Lê nhá. Chị Thùy Dung Lê 91. Bà Hương chậm chân rồi. Em đã giặt hết hàng rồi nhá, hàng này em giặt hết rồi ạ, về mọi người chỉ được lên dáng thôi nhờ. Em này ạ, à, em này 55 kg đổ xuống móc vừa mã 22. 22 chị ở 55 kg đổ xuống móc vừa nhá, 22 đây ạ. 22 55 kg đổ xuống móc vừa nhá, 22 màu đỏ nhá. 22 này màu đỏ đây ạ. 55 kg đổ xuống móc vừa mã 22 nhá, 22 rất là xinh ạ. Chị ở đang xem chia sẻ giúp em đi nào. 22 nhá. 55 kg đổ xuống móc vừa đấy ạ, mã 22 nhá. 22 có mũ không nhỉ? 22 có mũ nhá, 22 đây ạ. 22 chị ở 55 kg đổ xuống móc rất là xinh nhá, 22 nhỉ, 22 rất là nhẹ luôn ạ. Mã 22 nhá, mã 22 nhỉ. 22 đây ạ. 55 kg đổ xuống móc vừa nhá, 22 rất là xinh. Mã 22 nhá, em này là mũ rời nhá, 22 mũ rời nhá. 22 mũ rời ạ. Cái này là do ánh điện nhà em nên nhìn nó bị bóng ấy, chị em này xinh cực. Mã 22 nhá, 22 55 kg đổ xuống màu rất là xinh nha. Mã 22 nhá, 22 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi xinh về mới không bàn là chốt, mọi người chia sẻ giúp em đi nào. 22 nhá, 22 ạ. Em này phao béo dài nè. Ơ chị tưởng em lấy em này, em kia. Lấy cho mẹ xem em kia. Kia đúng không? Em này nhá, em này phao béo đây ạ. Em này phao béo nhá, tầm bao nhiêu kg? 60, hello chị Bảo Trâm. Em này 60-62 kg đổ xuống móc vừa mã 99 nhá. 99 đấy ạ. 99 nó chị là 60-62 kg đổ xuống móc vừa nhá, 99 rất là xinh. Mã 99 đấy ạ. 60-62 kg đổ xuống móc vừa nhá, 99 rất là xinh ạ. 99 phao béo nhá. Mã 99 ạ. 60-62 kg đổ xuống móc vừa nhá, mã 99 nhá. 99 nhá, 99 nhá. 99 nè ạ, 99 nhá, 60-62 kg đổ xuống móc vừa nhá, 99 nè ạ. Phao béo dáng dài nhá, mã 99 này. Mã 99 nhá. 60-62 kg đổ xuống móc vừa nhá, mã 99 rất là xinh nè ạ. Mã 99 nhá, 99 phao béo dáng dài đấy ạ. 99 nhá, 99 nè ạ. 99 rất là xinh luôn ạ, mã 99 nhá, mã 99 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi 99 này xinh về mà không bà nào chốt. 99 đẹp này các bà. 99 đẹp lắm luôn ấy. Các bà mua ngoài nó phải tầm 320, em hứa với các bà luôn mã 99 nhá. 99 cứ phao ở trong kia ơi sợ. Ôi giời, Trang này ơi sai. Bà ơi, bà biết vì sao tôi đọc như thế không? 55 kg đổ lại mặc vừa nghĩa là cái đấy á, chế nào tầm 4 5 cân vẫn mặc được nhá, chứ không phải là sai to đâu ạ. Em đọc số cân mắc á, em mặc đọc số cân. Em đọc số cân ha. Em đọc số cân mà người nào nghĩa là to nhất có thể mặc vừa nhá, chứ không phải là size to đâu ạ. Trời ơi. Chứ cái đấy tầm 4 5 cân bà vẫn mặc được nhá. 99 ok Linh Linh nhở. Ô Linh Linh là 99 là cái nào? Linh Linh ơi, 99 là em này đúng không? Có like dạ chị Hoa Nguyễn ơi, đợi em một tí nhá. Em này hết 35 em farm sẽ like sang dạ nhá. Em này hết 35 em farm sẽ like sang dạ nhá. Có 35 em farm thôi nên em này hết 35 em farm sẽ like sang dạ nhá. Linh Linh đúng không? Dạ em còn nhiều lắm. Em ghét dạ rồi á. Dạ còn nhiều quá. Chị Nhung mặc, chị mặc cái màu hồng em xem với ạ. Cái màu hồng là dạ. Cái màu hồng là dạ xù làng ạ. Em này phao béo lắm này. Em này chế nào to, chế nào vừa hỏi em to nè. Em này 70 kg đổ xuống móc vừa nhá. Sao dáng dạ ok Linh Linh. Em này 70 kg. Linh Linh đã thông qua em kia chọn là cái gì nhỉ. Em này 70 kg đổ xuống móc vừa nhá. Chị nào vừa hỏi em form 70 kg này, 70 kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá. Em này nam cũng mặc được nhá. Em này nam cũng mặc được nhá, 70 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 29 nè ạ.
29 nhá, 29 ạ. 29 này nam cũng mặc được nhỉ? 29 này nam mặc được nhá, 70 kg đổ xuống mặc được nhỉ? 29. Mã 29 nhá. Cái này đi spa rất là sướng này. Mã 29 nhỉ? 29 ok chị Hoa Nguyễn nhá. Chị Hoa Nguyễn 29 ạ. 29 hoa 29 này nam mặc được nhá chị nhá. Cái này phối lông thật nhá các chị nhá. Em này ạ, à, em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 02. Mai Hao ơi, chưa nhá. Tối nay tớ mới chốt đơn, chiều nay tớ mới chốt đơn nhá. Tớ đã chốt đơn rồi. Từ hôm nọ đến giờ chưa chốt đơn bà. Lười. Tối nay chiều nay tớ chốt một thẻ nhá. Chốt tớ sẽ nhắn tin cho bà nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 01 này ạ. Mã 01 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 01 đây ạ. 01 này chỉ là 40-50 kg mặc vừa nhá. Mã 01 nhá. Mã 01 ạ. 01 nhá, 40-50 kg mặc vừa mã 01 nhá. 01 đây ạ. Anh này có mũ không nhỉ? Có mũ đúng không? Có mũ phối đông. Mũ này phối hết. Nót hết toàn bộ cái lông ở bên trong mũ này là lông thật hết các chị nhá. Em này là lông thật nhá. Rất là mềm luôn ạ, rất là ấm luôn đấy ạ. 40-50 kg mặc vừa nhá. Em vừa đọc mã bao nhiêu đấy ạ? Mã 60 nhá, à 01 ạ. 01 đó chỉ là 40-50 kg mặc rất là xinh nhá. Mã 01 nhá. Mã 01 rất là ấm luôn đấy ạ. Mã 01 nhá. Mã 01 nhá. Mã 01 ạ. Em này cũng lông thật nhá. Em này cũng là lông thật rồi. Em này 55 kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 32 nhá. 32 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, mã 32 nhá. Mã 32 ạ. 32 nhá, 32 nhá. 55 kg đổ xuống mắc vừa mã 32 ạ. 32 đây, 32 nhá. 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, 32 rất là xinh ạ, 32 nhá, 32 ạ. 32 nhá. 55 kg đổ xuống mắc rất là xinh mã 32 nhá, 32 ạ. 32 nhờ. 55 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 32 nhá. Mã 32 nhờ. 32. Em dơ giúp chị một em báo áo cho em bé với. Em này là áo cho em bé nhá. Áo này cho em bé tầm bao nhiêu nhờ? Cái này cho em bé tầm 20 cân. 20 25 cân. 32 ok là Mai Hao nhá. Mai Hao 32 nhờ. Em này cho em bé tầm 25. 20 25 cân nhá. Mã 91 ạ. Mã 91 cho em bé tầm 20-25 cân nhá. Em này xinh quá. Mã 91 nhá, mã 91 ạ. 91 nhá. 32 màu này là màu gì nhỉ? Mã 91 nhá. Chiều nay em mới chốt đơn cho mọi người được nhá. Em này à? Em này là màu ghi sáng nhá. Chỉ mốt cho em bé nhá, 20-25 cân. Đồng, đúng rồi nào bé nhè ơi. 91 nào, em này mã 91 nhá. 91 này cho em bé nè. 91 này xinh cực. 91 nhá, 91 ạ. Trời, các bà mà mua cái này ở ngoài đất lòi mông ra. Mã 91 nhá, mã 91. Tại vì em còn 35 con này em xả lốt đấy ạ. Mã 91 nhá, mã 91 ạ. 91 ok bà Thúy Đoàn nhá. Bà Thúy Đoàn gộp đơn nhá. Bà Thúy Đoàn gộp đơn nhá. Tối em chốt đơn nhá bà Thúy Đoàn nhá. Tí em cũng lai dạ đấy, tí chọn thêm đi ạ. Em này nhá, em này ạ. Em này ở dưới phối da lộn đúng không? À không phải. Dưới phối dạ nhá, em này ở dưới phối dạ nhá. Em này ạ, em này 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 21. 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 21, em này phải lông vũ không? 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 21 nhá, 21 đây ạ. Có phao dài không chị? Em hóng đây. Quỳnh Tuyết ơi phao Ngân Tây em có comment 91 à? Chị có thấy comment của em đâu? Không thấy comment nên chị mới không chốt mà. Cho bị ẩn comment rồi. Các chị chia sẻ bài viết nhá. Chia sẻ bài viết để mã 21 nhá. Mã 21 à? Em này mã 21 nhá. 21 phao lông vũ nhá. Em này phao lông vũ. Phao lông vũ nhá. Mã 21 đây ạ. 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 21 nhá.
21 đấy ạ, 21 60kg đổ xuống màu rất là xinh nhá. Mã 21 nhá. Mặc ấm cực luôn, mã 21 nhá, 21 ạ. Đợi tí em lên mã tiếp nhá. 21 ok Quỳnh Tít nhá. Trời tiếc thế Ngân Tây ơi. Tiếc lòi mắt ra Ngân ạ. 21 của Quỳnh Tít nhá, em này đây. Em này ạ, em này 5556kg đổ xuống mặc vừa mã 22. Em này là màu tím hơi nhạt nhá. 5556kg đổ xuống móc vừa mã 22 nhá. Quỳnh Tít 21 mã 22 nhá. Em này mã 22 nè, 22 đây ạ. 5556kg đổ xuống móc vừa mã 22 nhá. 22 màu tím nhạt đây ạ. Mã 22 nhá. 22 tím nhạt nhá. 5556kg đổ xuống móc vừa đây ạ. Mã 22 nhá, 22 ạ. 22 nhá, 22 nhá. 225556kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Ok ok chị Thủy Đoàn nhá. Ok ok làm Quỳnh Tít. Đợi em một tí nhá. Đợi em một xíu nhá. Em lên tiếp một em phao dài nữa nè. Phao rõ nóng, rõ dài. Em này nhá. 60. Em này 65. 65 70kg đổ xuống mắc vừa mã 44 nhá. Em này mã 44 ạ. 44 nhá, 44 rất là xinh đấy ạ. Mã 44 nhá. 65 70kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 44 nhá, 44 ạ. 44 nó chế là 65 70kg mặc vừa nhá, mã 44 đấy ạ. 65 70kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 44 nhá, em này có mũ nhá. Mã 44 nhá, 44 đấy ạ. 65 70kg là tối đa nhá. Là tối đa đấy ạ. Em cao 1m6 nặng 52 cân nhá. Mọi người áng chừng xem người em mặc như nào thì tầm em mặc như này tầm 50 đến 48 cân mặc được. Tầm 48 đến 60 65 cân mặc được nhá. Em này tầm 48 đến 60 65kg mặc được nhá. Mã bao nhiêu em quên rồi đó. Chị không biết đâu vì chị đã khỏe đâu. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này tầm 65, 65 không? Em này 65, 65kg đổ xuống mắc vừa mã 98 nhá, 98 đây. 98 này tầm 65 70kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 98 đấy ạ. Mã 98 nhá. Có em này mùa đông không lạnh. Em này có mũ nhá các chị nhá. Em này có mũ nhá. 50 đến 65 kg mặc vừa đấy ạ. 50 đến 65 kg mặc vừa nhá. Em này nào. Em này ạ, à, em này cho chị nào 55 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 21, em này không có mũ nè. Mã 21 nhá, mã 21 không có dáng dài size S đâu ạ. Em này có mũ. Em này có mũ nè. Mã 21 nhá, Linh Trần này 44 à. Em này có mũ, cái mũ của nó lót à nó 44 này em dưới hay em trên nhỉ? Linh Trần ơi, 44 là em bạn mẫu vừa mặc đúng không? Em này mã 21 nhá, 55 kg đổ xuống mắc vừa mã 21 đấy ạ. 21 này 55 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 21 nè. 21 nhá, 21 ok là Trang Lê nhá. Trang Lê 21 ạ, Trang Lê để lại cho tôi xin luôn số điện thoại với chị nhá. Chân dài trần kẻ ngang ý.
Bà tả đấy tôi không biết rồi, tí nữa bà chụp lại ảnh màn hình cho tôi nhá. Linh Trần tí chụp lại ảnh màn hình cho tôi nhá. Thì chị chả nhớ 44 này, em nào. Em này này, em này tầm 53 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 26. 45 đến 5 42 43 đến 53 kg mặc vừa nhá, mã 26 nhá, 26 đấy ạ. Em này mã 26 nhá. 43 đến 53 kg mặc vừa đấy ạ, mã 26 nhá, 26 đấy ạ. 43 đến 53 kg mặc vừa mã 26 nhá. Chị Gia Hưng chậm chân rồi. Mã 26 nhá, 26 đây. Em này mã 26 nhá, 43 đến 53 kg mặc vừa nhá, mã 26 cái đỏ bị chốt rồi chị ơi. Mã 26 nhá. Em này mã 26 đấy ạ. 43 đến 53 kg mặc vừa nhá, mã 26 nhá. Mã 26. Em này mã 26 nè. 43 đến 53 kg mặc rất là xinh, mã 26 nhá, 26 dáng dài nè. Em này cũng form nhỏ nhỏ đấy, thế mà bà là vừa hỏi form nhỏ này, 26 đây form nhỏ nhỏ đấy ạ. Mã 26 nhá, 26 nhá. Em này mã 26 nhá, 26 đây. 26 đây cũng form nhỏ nhỏ nhá, mã 26 đấy ạ. Tầm 53 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 26 nhá. 26 này màu này là màu gì nhỉ? Màu rêu nhạt nhá, màu rêu nhưng mà màu nó đậm hơn ở trong line nhá. 26 đấy ạ, rất là ấm luôn. Ừ, cái này phối da thật đấy ạ. Mã 26 nhá, 26 nhá. Mọi người mà mua kiểu áo này ở ngoài á, nó phải rơi vào tầm 300 mấy, 200 mấy á. Chứ không có giá này đâu. Kiểu trong em này dáng ngắn nhá. Ừ, em này của Lam nhá. Em này của Nam con trời ơi, em này của Nam nhá. Em này ạ. 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 66 nhá. Em này của Nam này. Lấy về cho nhặt phải nhặt nhanh. 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 66 nhá, 66 đấy ạ. 66 này 60 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 66 nhá. Em này mã 66 ạ. 60 kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 66 đây nhá, 66 đây. 66 này của Lam nhá. Mã 66 đấy ạ, 60-62 kg mà rất là xinh nhé, mã 66 nhá. 66 áo nam đấy ạ, đẹp dã man luôn, mã 66 nhá. 66 đấy ạ, 60-62 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 66 nhá, 66 áo nam đấy ạ. Mã 66 nhá, 66 ạ. Ui, 66 áo nam này xinh lắm. Mã 66 nhá, 66 đấy ạ. 66 nhá. 66 áo nam đấy ạ, mã 66 nhá, 66 nhá. Trời ơi, 66 xinh vậy mà không ai chốt. Mã 66 nhá, mã 66 ạ. 66 nhá, 66 nhá. Cẩn thận ông ngã đấy. Mã 66 nhá, 66 xinh vậy mà không ai chốt. Sáu sáu xinh lắm luôn đấy thế ạ. Sáu sáu áo nam nhá. Một em phao béo dài nữa nè. Ui em này cho em bé cho này lông thật lấy thích chưa. 66 tầm 60 kg đổ xuống mắc vừa chị Mít Cây ơi. 66 tầm 60 kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 66 đấy ạ. Em này nhá. Em này nam nữ đều mặc được nhá. Em này phao dài nè. Nam nữ đều mặc được nhá. Em này nam nữ đều mặc được nhá. Em này 65 kg đổ xuống mắc vừa mã 37 ạ. 37 lấy 65 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 37 đấy ạ. 37 nhá, 37 ạ. 37 nam nữ đều mặc được đấy ạ. Mã 37 nhá. 65 kg đổ xuống mà rất là xinh đấy ạ. Mã 37 nhá. Chữ Hàn quá. 37 nhá, 37 ạ. 65 phao của Hàn nhá. Cái này tờ phao Hàn mà. 37 nhá, 65 kg đổ xuống mặc vừa mã 37 nhá. Đây gọi là thư tình bỏ túi. Mã 37 nhá. 37 đấy ạ. 37 lấy 65 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. 37 nam cũng mặc được nhá. Mã 37 nhá, 37 đấy ạ. 37 nhá, mã 37 nhá. Cái em bé này ạ. Cái em bé này tầm
tầm bao nhiêu Phượng nhỉ? Em này tầm 30kg đổ xuống móc vừa đấy ạ. Em của em bé này mã 00 nhá, của em bé mã 00 nhá. Của em bé mã 00 nhá, mã 00 đấy ạ, 00 của em bé nhá. Mã 00 của bé gái đấy ạ. Ừ, nông thật ạ. Mã 00 nhá, 00 của bé gái nhá, tầm dưới 30kg nhá, mã 00 nhá. Mã 00 xem lại 66 đúng không ạ? Chị đợi em một xíu nhá, mã 00 đấy ạ. 00 cho bé gái nhá. 00 nhá, mã 00 ạ. 00 cho bé gái rất là xinh nhá, mã 00 nhá. 00 ok chị Gia Hưng. 00 này đẹp lắm ấy. Lông thật lẹ. Sờ sướng cực, mã 00 nhá, mã 00 ạ. 66 đúng không? Em giơ lại cái 66 hộ chị với. 66 là áo của nam đúng không nhỉ? Sáu đây rồi thôi bố, em lấy cho ấy, em để lại luôn đi. Em này một em dáng dài nữa nhá. Em này nam cũng mặc được nè. Em này nam cũng mặc được nhá. Em này phải 70. Quỳnh Tít chấm chân bạn 37, 37 là em nào nhỉ? Tít ơi 37 là em nào? Tít ơi chị quên 37 là em nào rồi. Em này nhá. Em này 75kg đổ xuống mắc vừa, mắc 75 nhá. 75kg đổ xuống mắc vừa liền. Em này mã 75 nhá. 75 nó chế là 75kg đổ xuống móc vừa nhá, 75 mang vừa xong cái đen dài ý chị. Đây à. Ok Quỳnh Tít nhá, đây đúng không? Em này mã 75 nhá, 75kg đổ xuống móc vừa đấy ạ, mã 75 nhá, em này lam mặc được nhá. Mã 75 này lam mặc được đấy ạ. Mã 75 nhờ. 75 mặc được đấy nhá, 75 ạ. Mã 75 nhá, 75kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 75 nhờ. 75. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này cũng áo nam nè. Em này áo nam size bé. Nữ mặc được nhá. Cũng 60. Em này cũng 60kg đổ xuống mắc vừa, mã 60. Em này 60kg đổ xuống mắc vừa, mã 60 nhá, mã 60 đây ạ. 60 chế là 60kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 60 đây. Mã 60 nhá. 60kg đổ xuống mắc rất là xinh đấy ạ, mã 60 nhá, mã 60 ạ. 60 này của nam nhá, 60kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 60 nhá. Nhẹ cực luôn ạ, mã 60 nhá. Mã 60 ạ, của nam nhá, mã 60 đấy ạ. 60 này của nam nhá, 60kg đổ xuống mắc vừa, mã 60 nhá. Mã 60 ạ, 60 ok chị Gia Hưng nhá. Chị Nguyễn Gia Hưng 60 nhá. Thật là thứ lớp kẹp phát. Em này nhá. Em này hơi già nhá, em này về lấy cho các bà mặc được nhá. Cho các bà tầm 55 đến 60kg ấy ạ. Cho các bà đứng tuổi một xíu nhá. Cho các bà tầm bao nhiêu tuổi được nhỉ? 55. Cái này thì tầm 50-60 là mặc được. Tầm 50 đến 60kg, à 50 đến 60 tuổi nhá. Áo này cho các bà tầm 50 đến 60 tuổi đấy ạ, mã 60 nhá. Cũng tầm 50 đến 60kg nhá. Cũng tầm 50 đến 60kg đấy ạ. Cũng tầm 50 đến 60kg nhá. 50 đến 60 tuổi cho các bà tầm 50 đến 60kg nhá. Mua về cho các bà mặc được đấy ạ. 50 đến 60kg nhá. Rất là ấm luôn ạ. Em này nhẹ ấm lắm. Các
Em này nhẹ cực luôn. Em này mã 60 luôn nhờ. Mã 66 đi ạ. Em này mã 66 nhá. Em này mã 66 nhá, 66 ạ. 66 này cho các bà các mẹ tầm 50 60 tuổi nhá. Hai người đậm đậm một tí. Lại một em phao béo nữa nè. Ui em này cũng lông thật là. Em này hỏng khóa rồi nhá. Em này hỏng khóa rồi, em bán 60k nha, 60k mã 69 ạ. Em này 60k mã 69 nhá. Em này cực đẹp luôn, phao lông vũ nhưng mà bị hỏng khóa. Em này phao lông vũ như hỏng khóa rồi. Em bán 60k mã 69 nhá. Tầm 60kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, 60k mã 69 nhá. Em này phao lông vũ đấy ạ. 60k mã 69 nhá. Tầm 60 62kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 60k mã 69 nhá. Em này tầm tuổi mình mặc đẹp này 69. 69 thôi cơ Linh Trần nhá. Linh Trần 69 nhá. Em này lông thật này à. Em này nhá, em này đây. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 27. 27 đấy phối lông thật nhá. Mã 27 đấy ạ, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 27 rất là xinh ạ. 27 màu tím nhá, mã 27 đấy ạ. 55kg đổ xuống mắc vừa mã 27 nhá, 27 ạ. 27 nó chế là 55kg đổ xuống mắc rất là xinh nha. Mã 27 nhá. 27 đấy ạ. 27 phối lông thật nhá, 27 nhá. 55kg đổ xuống mắc rất là xinh, trong mũ này rất là đẹp luôn nhá, mã 27 nhá. 27 ạ. 55kg đổ xuống mắc rất là xinh nè, mã 27 nhá, 27 đấy ạ. Khóa dọc á. Chắc để tháo cho dễ. 27 nhá, mã 27 nhá. Hay để làm cổ. Thử kéo xem. 27 nhá, 27 55 đâu, à, mũ rồi chứ. 27 nhá, 27 55kg đổ xuống màu rất là xinh nhá, mã 27 nhá. Khóa dọc một nửa. Hình như này, những này à. 27 ok là Mai Hao nhá, Mai Hao 27 nhá. Xinh cực luôn, em này là lông thật nhá. Ôi như kiểu để cổ ấy nhờ. Nhìn nè, đẹp cực luôn, 58 mặc vừa nào ơi. Em này 58 mặc vừa nhá. Em này 58 mặc được nhá, em này 58 mặc được. Em này dáng ngắn nhá. Em này dáng ngắn nhá. 55kg đổ xuống mắc vừa mã 60. 55kg đổ xuống mắc vừa mã 60 nhá. Mã 60 đây ạ. 60 nhá. 55kg đổ xuống mắc vừa mã 60 nhá. Em này có mũ nhá. Mã 60 đây ạ. 60 này dáng ngắn nhá. 60 ạ. Xong mình cầm mã 60 với 66. 55kg đổ xuống mắc vừa mã 60 nhá. Mã 60, 60 này dáng ngắn nhá. 60 đây ạ. 55kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 60 nhá. Em quay sau chị ơi. Mã 60 nhá, 60 có mũ nhá. 55kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 60 rất là xinh, mã 60 nhá, mã 60 ạ. Mã 60 nhá, 60 rất là xinh đấy ạ, mã 60 nhá. Mã 60, em này nào. Em này dáng bomber nhá. Em này ạ, à, em này tầm 60kg đổ xuống mặc vừa mã 21. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa mã 21 nhá, 21 đây ạ. 21 này 60kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 21 đây. 21 nhá. 21 đó chị là 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 21 đây ạ. 21 nhá, 21 ạ. 60kg đổ xuống mặc rất là xinh đây ạ, mã 21 nhá, 21 đây. 21 rất là xinh nhá, 21 ạ. 60kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 21 nhá. 21 ạ, 21 ok chị Hoàng Nguyễn nhá. Chị Hoàng Nguyễn 21.
vừa làm vừa chốt rớt mấy cái đẹp rồi. Em này nhá, em tiếp nào. Ui, em này cũng là phao béo, hỏng quá à. Em này cũng hỏng khóa rồi, em mới dơ thôi, em dơ tay thôi. Em này cũng bị hỏng khóa rồi nhá. Em này em bán 60k mã 60, em này nam mặc được nhá. Em này 70kg đổ xuống mặc vừa, 60k mã 60 nhá. Em này 60k mã 60 ạ. 70kg đổ xuống mặc vừa nhá, 60k mã 60 nhá. 60k mã 60 đấy ạ, 70kg đổ xuống mặc vừa nhá. Hỏng khóa em để 60k nhá, 60k mã 60 ạ. Phao béo nhá, 60k mã 60, 70kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60k mã 60 đấy ạ, về thay cho em cái khóa nhá. 60k mã 60 nhờ. Thơm, thơm dã man. 60k mã 60 nhờ. 60k mã 60 đấy ạ. Chiều lấy về thay cho em cái khóa nhá. Cái này là do đi giặt đó, xong rồi không phải cố kéo đâu, lấy mấy phát đi. Có khi chưa hỏng đâu, chỉ bị tuột thôi. Hết rồi đúng không? Còn 15 chiếc nữa thôi. Có 35 chiếc thôi mà. Em đỏ lấy xinh chưa? Nhá, đỏ này ạ. 5556 kg đổ xuống mặc vừa mã 29. 29 này 5556 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 29 đấy ạ. 29 nhá, 29 đây. 5556 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 29 ạ. 29 nhá, 29 đấy ạ. 29 5556 kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 29 nhá. 29 nhá. 29 bị mất một cúc nhá. 29 này bị mất một cúc ạ. Bao lấy thì em bớt 10 à 9 em bán 70.000 nhá. Thật ra cái này kéo khóa ấy. Cái này có kéo khóa. 29 mất một cúc nhá, bao lấy thì ok giúp em nhá. Bao là lấy 29 mà mất một cúc thì ấn ok giúp em nhá. Rồi em mới để ý là 29 bị mất một cúc ở phía trên á, ở chỗ này nè. Chỗ đấy đấy, chỗ tay phượng chỉ ạ, mã 29 nhá, 29 đấy ạ. Bao lấy thì chốt lại 29 giúp em nhá. 29 chấm ok nhá. Tại vì nó bị mất nên là em không dám chốt 29 không. Không đến lúc gì mọi người để bảo em là mất cúc. Em ấy xinh lắm. Ok, 29 cho bà Thu Thủy nhá. Cái này có kéo khóa. Cái này có kéo khóa bên trong nè, không ảnh hưởng gì bên ngoài đâu. Bên ngoài các bà không cần cài cúc cũng được. Vì nó là kéo khóa mà. 29 đẹp. 29 đẹp dã man luôn. Ok bà Thu Thủy 29 nhá. Đây này nó kéo khóa rồi nên nó sẽ không cài cũng không ảnh hưởng gì luôn, các bà không cần phải cài luôn á. Em này nhá, em này ạ, 52kg đổ xuống mặc vừa này mã 16. Mã 16 nhá, 52-53kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 16 nhá. 16 chế là 52-53kg đổ xuống mặc rất là xinh. 16 nhá. Em 16 là miệng lắm. Cái này cũng là phao lông vũ nhá. 16 là phao lông vũ nhá, mã 16 đây. Mã 16 nhá, 16 là phao lông vũ đấy ạ. Cực nhẹ, cực mịn luôn ạ, mã 16 nhá. Mã 16 là phao lông vũ đấy ạ, mặc thích cực, tầm 52-53kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 16 nhá, mã 16 ạ. Em này màu tím nhạt nhỉ? Em này màu tím nhạt nhá, em này bao nhiêu nhỉ? 55.
56 57 kg đổ xuống móc vừa, em này mã 40 nhá. Mã 40 chị ở 56 57 kg đổ xuống móc rất là xinh nhá, mã 40 nhá, 40 có mũ nhá. Mã 40 đây ạ. 56 57 kg đổ xuống móc vừa mã 40 nhá. Mã 40 nè. 40 chị ở 56 57 kg đổ xuống móc rất là xinh nhá, mã 40 nhá. Mã 40 ạ. Mã 40 nhá, 40 chế 56 57 kg đổ xuống màu rất là xinh đây ạ. Mã 40 nhá, mã 40 ạ. Em lên một em phao béo dài nữa nhá, 40 xinh lắm ấy. Em này nhá, em này đây ạ, em này phao béo nhá. Em này phao béo nhá. Em này tầm 65 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 98. Mã 98 nhá. 98 này 65 kg đổ xuống mặc vừa đây ạ, mã 98 nhá, 98 đây. 98 nhá. 65 kg đổ xuống mặc vừa đây ạ, 98 rất là xinh, mã 98 nhá, 98 nhá. Mã 98 đấy ạ. Rất là ấm luôn ạ, mã 98 nhá. 65 kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 98 nhá. 98 ạ. 98 phao béo nhá. Em này nhá. Em này nè, em này tầm 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 22 nhá. Em này Hàn Quốc hàng xẻng nè. Mấy em này đều Hàn Quốc hết á, mọi người mặc dáng xuông xuông free size được ấy. Tầm 4 mấy cân vẫn mặc được mà. 48 cân là mặc vẫn được mà. Em này mã 22 nhá, 22 đây. Em này mã 22 nhá, mã 22. 22 nhá, 22 nhá. 98 chốt rồi ạ, mã 22 nhá, 22 đây ạ. Em này mã 22 nhá, tầm 60 62. Những cái này đều là lông vũ hết chị ơi, những em này đều là lông vũ hết nhá. Trời ơi. Thật ra là những em này mọi người mua ở ngoài ấy, nó vào giờ tầm 320 nhá. Đấy là em nói thẳng luôn đấy ạ. Mua hàng si là 320 hoặc là 200 mấy rồi, 220, 208 rồi đấy ạ. Em này mã 22 nhá, 22 nhá. Em này cũng là lông vũ nhá, hầu như là lông vũ hết các chị nhá. Mã 22 nhá, 22 đấy ạ. Hầu như là lông vũ hết đấy ạ. 22 nhá, 22 nhá. 22 này nam cũng mặc được đấy ạ, mã 22 nhá, 22. Linh Trần ơi, lấy hoặc xả thôi, đừng đổi nhá. Tôi không có sức để đi đổi đâu, đấy là tôi nói luôn á. Không có sức để mà đi đổi đâu, đừng có comment là đổi đấy, không đổi ạ. Không lấy cái kia thì bảo xả cái kia, chứ đừng có bao ai đổi cho tôi cái này với đổi cái kia. Chốt mã này thì không lấy kia thì xả, chứ đừng có đổi với chác, tôi nhọc mình lắm. Nhọc mình với bà đổi chác lắm. Em này nhá, em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 16 ạ. 16 đây, màu xanh rêu. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 16 nhá, 16 đây ạ. 16 đây, màu xanh rêu nhá, 55kg đổ xuống rất là xinh, mã 16 đây ạ. Mã 16 nhá, 16 đây ạ. 16 đây, màu xanh rêu nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 16 rất là xinh. Mã 16 nhá, mã 16 đây ạ. 16 nhá, 16 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 16 nhá, 16 xinh lắm luôn đấy ạ. Mã 16 nhá, ok Linh Trần. Lần sau đừng có mình đổi nhá, tôi điên lắm. Tôi điên đầu với những cái thành phần đổi lắm, nhọc lắm. Bởi vì bây giờ tự dưng lôi ra tìm nhét nhọc lắm. Tốt nhất là ví dụ không lấy xả là xong. Đừng có tôi lấy cái này đổi lấy cái kia. Mã 66 nhá, mã 66 nhá. Em này có lót lông bên trong này à? Em này có lót lông bên trong nhá. Chưa rồi, cái 22 rồi đấy rồi. Cất riêng dưới đây chị ơi. 22 là cái nào? Cái mà lúc em lấy cho mẹ em ấy. Nhưng mà em đổi lấy cái kia. Đây, cất hẳn xuống dưới này.
em này nhá, em này đây ạ. Em này cũng tầm 65kg đổ xuống móc vừa mã 19 nhá. 19 này cũng phối da nhá. 19 này 65-70kg đổ xuống móc vừa đấy ạ. Mã 19 nhá, mã 19 ạ. 65-70kg đổ xuống móc vừa mã 19 nhá, 19 rất là xinh. Mã 19 nhá, mã 19 đấy ạ. 19 này 65-70kg đổ xuống rất là xinh nhá, mã 19 nhá. Mã 19 đấy ạ. Mã 19 nhá, 19 rất là xinh ạ, mã 19 nhá. Mã 19. 65-70kg đổ xuống mắc vừa nhá, 19 rất là xinh đấy ạ, mã 19 nhá, 19 ạ. Em này nhá. Em này 60kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 60. Em này 60kg đổ xuống mắc vừa mã 60 nhá, mã 60 đây ạ. 60 65 cân đổ xuống mắc vừa nhá, mã 60 nhá, mã 60 ạ. 60 này kiểu của nam ấy. Mã 60 nhá, 60 này 65 cân đổ xuống vẫn được ấy ạ. 61 62 63 64 ạ. 65 vẫn mặc được ấy ạ. Em này áo nam nhỉ? Em này màu vàng nhá. Em này màu vàng mã 00 nhá. 50-52kg đổ xuống mắc vừa mã 00 ạ. 00 chị ở 50-52kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 00 nhá. Mã 00 đấy ạ. 50-52kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá, 00 ạ. 00 chị ở 50-52kg đổ xuống mắc vừa nhá. 99 ok chị hàng silver nhá. Mã 00 ấy chứ. Bà hàng silver là 00 ấy chứ. 00 kê vào hàng silver nhá. Lần sau được à, Thu Thủy lấy 00 luôn không ạ? Cắm mặt cắm mũi rồi chốt. 00 cho luôn bà Thu Thủy nhá. Em này nhá, em này đây ạ. Em này nhá, em này nó chỉ là tầm 57-58kg đổ xuống mắc vừa mã 92. 57-58kg đổ xuống mắc vừa mã 92 nhá, 92 ạ. 92-57-58kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 92 đây. Chị Gia Hưng chậm chân rồi, mã 92 nhá. 57-58kg đổ xuống mắc vừa mã 92 đây ạ. 92 nhá, 92 đây ạ. 92 nhờ. 57-58kg đổ xuống mắc vừa nhá, 92 rất là xinh. Mã 92 nhá, 92 đây ạ. 92 nhờ, mã 92 đây ạ. 57-58kg đổ xuống mắc vừa nhá, 92 rất là xinh. Mã 92 nhờ. Mã 92. Nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Em này là áo nam nhờ. Em này là áo nam đấy ạ. Em này là áo nam nhá. Em này là áo nam cho anh nào tầm từ 70-80kg mặc vừa. Em này mã 91. 70-80kg mặc vừa mã 91 nhá. 91 ạ. 91 70-80kg mặc vừa đấy ạ. Mã 91 nhá. Mã 91 nhá. 70-80kg mặc vừa mã 91 nhá. Mã 91 ạ. 91 nhá, 91 ạ. 70-80kg mặc vừa đấy ạ. Mã 91 nhá, 91 đây. 91 áo nam nhá. Chị hàng silver ơi, chị bảo chị không vừa, em chốt luôn cho Thu Thủy rồi ạ. Mã 91 nhá, mã 91 nhá. Em này mã 91 nè. Nhưng mà chị bảo chị không vừa. Xong rồi em bảo em chốt luôn cho Thu Thủy rồi mà. Ôi không vừa. Mã 91 nhá, 91 áo nam đấy ạ. 91 áo nam nhá, 70-80kg mặc vừa nhá, mã 91 nhá, mã 91 ạ. Mã 91 nhá. Mã 91 nhá, 91 nhá, em này nào. Em này nhá, em này 55. 55 không? 55kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 69 ạ.
56, 57 vẫn mặc được nhá. Mã 69 nhá, mã 69. 69 ạ, 69 này tầm 56, 57kg đổ xuống vẫn mặc vừa nhá. Mã 69 nhá, mã 69 này ạ. Mã 69 nhá. Em này mã 69 này ạ. 56, 57kg đổ xuống vẫn mặc vừa nhá. Mã 69 nhá, 69 ạ. Phao béo mà, các bà có mặc rộng một tí không sao đâu ạ. 69 này ạ. 69 này rất là xinh nhá, mã 69 nhá. Mã 69 này ạ, 56, 57kg đổ xuống mắc vừa nhá. 69 này rất là xinh. Mã 69 nhá. Mã 69 này ạ, 56, 57kg đổ xuống rất là xinh nhá. Mã 69, 69 ok, quỳnh tít nhá. Quỳnh tít 69. Quỳnh tít, cất cạnh cái của em đi. Em này nhá. Em Phượng vừa mặc tầm 55kg đổ xuống mặc vừa nha. Em ấy có đai nhá, mã 27 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa, mã 27 nhá. 27 ạ. Đóng cửa 2 mà cửa 27 nhá, 55kg đổ xuống mặc rất là xinh. Mã 27 nhá, đợi em một tí. 27 ạ. 27, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 27 rất là xinh ạ. Mã 27 trắng sữa nhá, 27 này có đai nè. 55kg đổ xuống mắc vừa, mã 27 nhá, 27 đây. Đây ạ, 27, 55kg đổ xuống rất là xinh nha, mã 27 nhá. Mã 27 nhá, 27 phao béo đấy ạ. 55kg đổ xuống mà rất là xinh nha, mã 27 nhá, 27 ạ. 27 nhá, 27 ở chế hơn 55kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 27 đây. 27 nhá, 27 ạ, 27 ok bà Mai Hao nhá. Bà Mai Hao 27 nhá. Em này nào. Trời, hôm nào hôm nay bà là vồ được phao toàn phao xinh thôi. Em này 52kg đổ xuống mắc vừa, mã 00 nhờ. 52kg đổ xuống mắc vừa, mã 00 ạ. Mã 00 ở chiều 52kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 00 đây ạ. Mã 00 này ạ. 00 này 52kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 00 đây ạ. 00 nhá, 00 ạ. 52kg đổ xuống móc vừa, mã 00 đây ạ, 00 nhá. Mã 00 nhá, 00 đây. Chị nào tầm từ 42 đến 52kg mà rất là xinh, mã 00 nhá, 00 đây ạ. 42 đến 52kg mặc vừa nhá, mã 00 nhá. À, cái này đóng cúc bà ơi. Mai Hao ơi, cái này đóng cúc nhá, đóng cúc thắt đai nhá, mã 00 đây ạ. Cái đây có đóng cúc bấm bên trong nhá. Có cúc bấm bên trong nhá, Mai Hao nhá. Có một cái có cái cúc bấm bên trong ạ. Mã 00 nhá, 00 đây ạ. 00 từ 42 đến 52kg mặc vừa nhá, mã 00 đây ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này màu tím size nhỏ này. Em này là lông vũ nhá. Em này 50. 50, 52kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 06 ạ. 06 chị ạ, 50, 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 06 rất là xinh nhá. Mã 06 nhá. 50, 52kg đổ xuống mặc vừa. Mã 06 đấy ạ. Mã 06 nhá, 06 đây. 06 chị ạ, 50, 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 06 rất là xinh đấy ạ. Mã 06 nhá, 06 đấy ạ. 50, 52kg đổ xuống mắc vừa nhá. 06 rất là xinh, mã 06 nhá. Mã 06 một em phao béo dáng dài nữa nè. Em này ạ. Em này 60kg đổ xuống mắc vừa, mã 60 nhá. Em này tuột khóa. Em này về chị nào lấy thì khâu lại hộ em cái đoạn khóa này nhá. 60kg đổ xuống mắc vừa, mã 60 nhá. Mã 60 đây ạ. Sao 35 phao nó nhiều thế nhỉ. 60kg đổ xuống mắc vừa, mã 60 nhá. 60 đây ạ.
Mã 60 nhá. 60 kg đổ xuống móc vừa đấy ạ. 60 rất là xinh. Mã 60 nhá. Mã 60 nhá. Mã 60 đấy ạ. 60 kg đổ xuống móc vừa nhá. Mã 60 rất là xinh. Mã 60 nhá. Mã 60 chế là 60 kg đổ xuống móc rất là xinh đấy ạ. Mã 60 nhá. 60 đấy ạ. Các bà có hóng dạ không để em còn bóc dạ không thôi nhỉ? Bà là hóng dạ chấm cho em một chấm đi để em có bóc dạ nhá. Chứ không em không bóc nữa đâu. Bà là hóng dạ thì chấm cho em một chấm đi ạ, để em còn mở dạ nhá, không thôi không mở nữa. Tại dạ vẫn còn mà. Sao nó cứng nhắc của. Chỉ là hóng dạ chấm cho em một chấm đi ạ, để em nếu mà có 2 3 người hóng thì em có lên mã, còn nếu mà không thì thôi. Chứ giờ mở dạ ra nữa ùn hết nhà lên. Chị Kim Huyền hóng dạ nè. Xem có chị nào hóng dạ nữa không, chấm cho một chấm đi để em còn lên dạ nào. Hai người hóng dạ quên cô luôn, chị cái bịch dạ đi. Lấy cái bịch dạ màu màu đấy cơ. Chị nào hóng dạ chấm cho một chấm đi để em còn mở dạ nào. Dạ cũng 79 luôn nhá. Dạ cũng 79 luôn nhá. Bà là hóng dạ chấm cho em một chấm đi để em có lên mã nhá. Lặng lắm. Bà là hóng dạ chấm cho em một chấm đi để em có lên dạ nào. Dạ cũng 79 luôn nhá. Chỉ là hóng dạ chấm đi để em có lên dạ nhá. À, Quỳnh Tít ơi, tớ chuyển về ngõ 1 Bùi Xuân Trạch rồi. Tí nó nhắn tin tớ cho địa chỉ nhá. Tớ chuyển về ngõ 1 Bùi Xuân Trạch rồi còn đâu. Em này nhá, em này đây. Em này cho chị nào tầm 52-53 kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 91 nhá. 52-53 kg đổ xuống mắc vừa, mã 91 nhá, 91 đấy ạ. 91 đó chị ạ, 52-53 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 91 ạ. 91 nhá, 91 đấy ạ. 52-53 kg đổ xuống mắc rất là xinh, mã 91 nhá, mã 91 đấy ạ. 91 nhá, 91 nhá, không biết đài bắt đầu rồi. Mã 91 nhá. 52-53 kg đổ xuống mắc rất là xinh, mã 91 nhá. Chị bê lò tóc ơi, em mở cái là em dơ cái đấy nhá. Chị đừng hỏi em là mã này cái kia nhá. Bởi vì cái này là hàng em mở đâu, em like em đấy ấy. Chứ đừng có em mới cho chị mã trẻ thế này thế kia. Màu trẻ bla bla. Vì chính em mở em mà không biết là bên trong ấy nó có cái gì. Chứ đừng nói gì đến có cái này có cái kia. Mã 91 nhá, mã 91 nhá. Chính em mở em mà không biết bên trong có cái gì. Chứ đừng nói là có cái này có cái kia nhá chị nhá. Em này nhá. Em này cho chị nào từ 50 đến 55 kg mặc vừa, em này mã 27. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 27 nhá. 27 đây, 27 để răng ngắn nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. 50 55 kg mặc vừa mã 27 nhá. 27 ạ. 50 đến 55 kg mà rất là xinh mã 27 nhá. 27 ạ. 27 nhá. 27 nhá. 50 đến 55 kg mà rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 27 nhá. 27 đây ạ. 27 nhá, 27 ạ. 27 nhá, 27 ạ. 50 đến 55 kg mà rất là xinh. Mã 27 nhá, mã 27 ạ. Mã 27. Em này nhá, em này dáng công sở nè. Em này chị nào cũng 50 đến 55 kg mà rất là xinh. Em này mã 69. 50 đến 55 kg mà rất là xinh nhá. Mã 69 nè. 69 nhá, 69 đấy ạ. 69 nó chỉ là 50 đến 55 kg mà rất là xinh nhá, mã 69 đấy ạ. 69 nhá. 50 đến 55 kg mà rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 69 nhá, 69 ạ. 69 nhá, 69. 50 đến 55 kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 69 nhá, 69 ạ. 69 dạng cổ vét nhá, rất là đẹp luôn. Mã 69 nhá. Mã 69 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá.
nào. Em này chị nào từ 45 đến 52 kg mặc vừa mã 00. 45 đến 52 kg mặc vừa mã 00 nhá, 00 đây ạ. 45 đến 52 kg mặc vừa mã 00 rất là xinh nhá, mã 00 ạ. 45 đến 52 kg mặc rất là xinh nhá, mã 00 đây ạ. Mã 00 của chị là 45 đến 52 kg mặc rất là xinh nhá, mã 00 ạ. 00 nhá. 45 đến 52 kg ấy ạ. Mã 00 của chị là 45 đến 52 kg mặc rất là xinh nhá, mã 00 nhá. Mã 00 nhá, 00 đây ạ. 45 đến 52 kg mà rất là xinh, mã 00 nhá, mã 00. Em lên mẫu mới luôn nhá, 00 mà rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em này ạ. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá, 29 đây. 29 này 55 kg đổ xuống rất là xinh, mã 29 nhá, 29 ạ. Chị không biết nó lẫn ở đâu rồi. 29 nhá, 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Đây đây. 29 nhá. 29 này 55 kg đổ xuống mắc rất là xinh, mã 29 đấy ạ. Nhá, 55 kg đổ xuống mắc rất là xinh đấy ạ. Mã 29 nhá, 29 đấy ạ. 29 nhá. 55 kg đổ xuống mang rất là xinh nhá, mã 29 nhá, mã 29 ạ. 29 nhá, 29. Em này nhá, em này ạ. À. Em này cũng chị nào 55 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 62. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 62 nhá, 62 đấy ạ. 62 nhá, 62 dáng xòe xòe nhá, 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 62 nhá, mã 62 ạ. Mã 62 nhá, 62 còn mới nguyên đấy ạ. Mã 62 nhá, 62 nhá. Mã 62. Ui 62 này xinh thế. Mã 62 này rõ là xinh luôn, mã 62 nhá, 62 đấy ạ. 62 này nhìn xinh lắm luôn ấy. Mã 62 này chế nào tầm từ 45 đến 55 cân mặc rất là xinh, mã 62 nhá, mã 62 nhá. Mã 62. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này đây ạ, em này 50 kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 01. 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 01 nhá, 01 ạ. 01 50 kg đổ xuống mắc rất là xinh, mã 01 nhá, mã 01. Em lên nốt của em dạ là em sẽ dừng like nhá, mã 01 nhá. Mã 01. Đi luôn cho vợ ghế nhá. Giấy. Chốt đơn. Xong đi in cho vợ chứ. In một đấy. À không, in ở photo ấy. Địa chỉ số điện thoại à. Em này 50 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã bao nhiêu em quên rồi ấy. Em này thắt đai nhìn xinh cực luôn, 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 50 nhá, mã 50 đây ạ. 50 chị ở 50 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 50 đây. Mã 50 nhá, 50 đây ạ. 50 chị ở 50 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 50 nhá, mã 50. Em cuối cùng mặc free size nhá. Em cuối cùng dáng vét mà free size nhá, 50 lại xinh vậy mà không bảo nào chốt. Mã 50 nhá. Em này em cuối cùng mà free size này. Ba đứa mà không ăn hết tôi đi nghỉ. Ba đứa không ăn hết cho bên nghỉ. Em này dáng xưa mà free size mã 91 nhá. 91 đây ạ, 91 đây ạ. 91 này dạng vét nhá, dáng xưa mà free size nhá, mã 91 đây ạ. 91 nhá, 91. 91 này dạng vét nhá, dáng xuông mà freestyle đấy ạ. 91 này xinh vật vã luôn, mã 91 nhá. Mã 91 nhá, 91 đấy ạ. 91 này dáng xuông mà freestyle nhá, mã 91 nhá. Dạ. Vợ không biết. Mã 91 nhá, 91 đấy ạ. 91 này dáng xuông dạng vét mà freestyle nhá, mã 91 nhá. Mã 91.
Em dạ kẻ phía sau đi chị. Chị Hoa Nguyễn dạ kẻ phía sau là em nào nhỉ? À số đống này là có người chốt rồi bà ơi. Đống dưới chân Phượng có người chốt rồi. Đống ấy bị chốt lúc sáng rồi. Nên nốt em này nhé. Em nên nốt em này nhé. Em này màu hồng nhá. Làm sớm nhỉ? Sáng. Ừ. 3-4 giờ đó. Đống đằng sau bà bị chốt rồi. Đống đằng sau bị chốt rồi bà. Đống nữa chân Phượng là khách chốt rồi. Em này nhá. Ý ơi, tao đang làm được. Em này mặc freestyle mã 00. Em này màu hồng nhá, em này dạ xù nhá. Em này mặc freestyle mã 00 nhá. 00 ạ. 00 đây nhá. 00 đây, 00 này dạ xù mặc freestyle nhá, mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 00 nhá, hết phao rồi. Em bảo em chỉ còn 35 chiếc phao nên em mới xả giá này mà. 35 chiếc em mới xả giá này chứ bình thường tao làm gì có giá này đâu hả bà. Em nói rõ là em còn 35 chiếc em xả giá này từ đầu live rồi mà. Giá xù mà freestyle nhá. 00, ok bà Mai Hau 00 nhá. Mai Hau ơi bà có dùng Shopee không nhở? Tôi ship Shopee cho đỡ tiền ship. Em dừng like nhá. Em dừng like đây. Bye bye.